mình là Mai Nguyễn Việt đến từ công ty Acuna thuộc Carisector. Thực ra sáng nay mình cũng định không đi nhưng mà chỉ có một cái chị trong chapter thì lần trước chị đi và chị khuyên là lên đi để xem phiên bản mới nó như thế nào, bởi vì nó có sự khác biệt so với những cái lần trước. Và thực sự là mình đã thấy được sự khác biệt đó, là mình có khả năng tiếp cận với nhiều bạn khác và hiểu sâu được thêm, và họ cũng trao cho mình những cái cơ hội. Rất cảm ơn các anh chị đã tổ chức cái buổi ngày hôm nay. Xin chào tất cả các anh chị, tôi tên là Nguyễn Thị Mỹ Ngân, tôi đến từ Strong Chapter. Công việc của tôi là xây dựng và tổ chức những cái chương trình du lịch cho khách hàng. Thật ra du lịch thì có rất nhiều cạnh tranh ở ngoài, nhưng mà khi mà đến cái business này đó thì tôi thấy rất là có nhiều cái nguồn khách hàng phía sau của tôi giới thiệu cho tôi, có cái thời gian để tôi tiếp cận nhiều hơn. Thì ở trong thì cái thời gian nó ít quá, nhưng không có thời gian để nói nhiều, nhưng mà ở đây có thời gian để tôi chia sẻ hết những cái sản phẩm dịch vụ của tôi và cái khu vực của tôi. Thì ở đây tôi hôm nay thì tôi có làm quen với lại Việt Phúc và với lại Linh, rất là đã trao cái referral, tôi rất là vui. Tôi mong là mỗi tháng cái chương trình này nên diễn ra để tôi tham gia. Xin cảm ơn. Em là Thu Cúc, hiện là giám đốc điều hành của Ruby Asia, công ty huấn luyện nhân sự thông qua team building. Khi mà tham gia buổi business matching này thì là em thấy là đóng phí rất là ít, nhưng mà mình có hơn 3 lần giới thiệu 10 phút của mình. Dạ. Cái đó là nó có lợi hơn so với là một thành viên trong một chapter, đúng không ạ? Cái đó là lợi ích, và những cái lợi ích mà anh chị chia sẻ là cũng là những cái mà em đã nhận được. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Và tôi nghĩ là sẽ áp dụng cái cách này đối với chapter của mình. Tức là mọi người cũng nên có những cái buổi 4-5 người, hoặc là sau cái buổi họp 4-5 người cùng ngồi để mà thảo luận thường xuyên như thế. Thì tôi nghĩ là nó sẽ hay hơn và sẽ giúp được nhau nhiều hơn, và cái kết nối nó cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Tôi tên là Trần Thị Triệu và đến từ công ty Hoàng Gia Hải Yến. Vâng, lần đầu tiên thì tham dự Business Matching này, bản thân tôi cũng rất là ấn tượng. Và cũng đắn đo là tại vì tôi cũng rất là nhiều việc mà sắp xếp hôm nay để tham dự với các bạn, cũng đó là một cái điều cố gắng của tôi. Phải nói là những điều hay và những điều tốt thì các bạn đã phát biểu hết rồi, thì cũng nằm trong cái ý của tôi. Và xin chúc cho BNI luôn luôn tổ chức những buổi Business Matching này có hiệu quả và liên tục, để chúng tôi có thể học được những gì và chúng tôi có trao đổi được gì và giao lưu được những gì. Đó là cái kết quả mà chúng tôi rất là mong muốn. Xin chân thành cảm ơn. Chào anh chị, Phước tới từ công ty Hoàng Vi. Thì các chị có thể gọi Phước là Phước Anti là được. Buổi hôm nay Phước rất là vui vì có thể giao lưu kết nối với nhiều anh chị và có thêm nhiều mối quan hệ. Mối quan hệ ở đây là mối quan hệ sự cộng tác và cộng tác với nhau, với nhau. Xin cảm ơn. Mình đến từ công ty VTL, công ty của mình nằm trong Mega Chapter. Mình rất là vui được tham gia cái buổi giao lưu này, vì nó là buổi giao lưu mở và tất cả mọi người ai cũng rất là vui, và hy vọng là lần tới mình sẽ tham dự. Tôi là Linh Vi, giám đốc công ty đào tạo Linh Vi. Hôm nay tôi rất là vui, tôi tham dự Business Matching lần thứ hai. Lần trước thì thực sự là tôi không gặt hái được referral nào. Riêng lần này là tôi có 5 referral mà toàn là chất lượng thôi. Tôi rất vui vì hôm nay là không những vậy mà tôi còn xây dựng được một power team cho mình nữa. Tôi hy vọng là lần thứ 3 tôi sẽ tham dự, và chắc chắn tôi sẽ kéo theo những thành viên trong strong chapter của tôi nữa. Cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức cho buổi matching business này rất là thành công. Xin cảm ơn. Đây là một cái format mà chúng tôi làm việc ở bên Malaysia cách đây khoảng chừng 2 tháng. Thì khi tôi và các giám đốc vùng khác có mặt ở bên đó, và tôi thấy họ làm quá hay, và ngay lập tức thì trên trường bay trở về Việt Nam, thì tôi có đề xuất là anh Hồ Công Minh rằng là chúng ta phải làm cái này ngay lập tức để tăng giá trị cho thành viên, gia tăng giá trị cho thành viên. Và tôi cũng có một lời khuyên cho các chị, lần sau khi các chị quay trở lại đây, thứ nhất là mang theo thành viên trong chapter của mình. Tại vì cái số lượng càng nhiều, nó không ảnh hưởng đến cái cách matching. Càng nhiều thì tôi sẽ làm nhiều nhóm. Quan trọng hơn, càng nhiều người thì càng nhiều cơ hội cho những anh em. Giống như trong một chapter, khi mà số thành viên càng lớn thì cơ hội referral nó sẽ cấp số nhân chứ không phải cấp số cộng. Và điều thứ hai nữa, khi các chị quay trở lại, hãy lưu ý rằng là sản phẩm của các chị sau một tháng
bằng cách suy nghĩ gia tăng giá trị sản phẩm, để khi mà chúng ta quay trở lại đây thì cái giá trị sản phẩm của mình nó tốt hơn rất là nhiều so với tháng trước, thì các chị còn càng có thêm nhiều cơ hội để mà tìm kiếm các mối quan hệ cho mình. Và bằng cách là rút kinh nghiệm của lần hôm nay, lần sau nếu quay trở lại thì ba điều mà các chị cần phải cải thiện trong matching là điều cái gì, và rút kinh nghiệm đó lần sau thì các chị sẽ làm rất là tốt và đem lại hiệu quả cho các chị. Các chị vào bên ai chính là một tấm hộ chiếu để các chị có mặt ở đây. Tại vì cái matching ngày hôm nay hoàn toàn không dành cho thành viên bên ngoài bên ai. Họ không hiểu thế nào là referral, không hiểu thế nào là mối quan hệ cấp 2, chưa kể họ không có chung văn hóa ứng xử như chúng ta. Vậy đây là một cái đặc ân, một điều hoàn toàn dành cho thành viên của bên ai. Và tôi là Trương Văn Hoàng, thì ngày hôm nay thì tôi có mặt ở đây và hàng tháng tôi sẽ quay trở lại với các chị vào đúng thứ năm, chiều thứ năm của tuần thứ ba hàng tháng. Các chị vào cái trang web là Business Matching hay là các kênh Facebook hay là những cái email của Bina sẽ gửi cho các chị. Một lần nữa xin chúc các chị thành công. Trước á thì tôi là trong vai trò là hỗ trợ đi loanh quanh để giúp mọi người hòa nhập thôi, nhưng mà hôm nay thì vì ít người hơn nên tôi có một cái điều kiện là tôi đóng một cái vai trò là người chơi luôn. Và người chơi đúng thật nó sẽ có những hiệu quả hơn là rất là nhiều là người chỉ là người quan sát hoặc hỗ trợ, bởi vì nó trực tiếp, bởi vì thực sự là chúng tôi cũng có những cái sản phẩm để mà làm sao vừa kết nối với các anh chị mà vừa lắng nghe thực sự các anh chị cần gì để ngược lại chúng tôi mang những mối quan hệ chúng tôi giúp hỗ trợ lẫn nhau. Và khi mà nghe các anh chị thì không chỉ là đưa cho các anh chị cái căn tắc mà còn nhìn thấy được là những cái sản phẩm của anh chị phù hợp với kênh nào để hướng dẫn, tức là guideline cho anh chị nên đầu tư những mối quan hệ hoặc là tìm kiếm những cái nguồn referral đó mang lại ở đâu. Thì cũng rất là vui là hôm nay cũng đã guideline cho một số bạn, và các bạn cũng nghĩ là tại sao không nghĩ đến những cái mối quan hệ đó, mặc dù nó đã có sẵn cho mình rồi, ngoại không, mình không có tận dụng triệt để những cái công cụ, những cái hệ thống, những cái mối quan hệ trong bên ai, bởi vì chúng ta là international, chúng ta rất là phí khi mà chúng ta đã bỏ tiền ra mà chúng ta không tận dụng triệt để cái đó. Thì các anh chị, các bạn hãy nhìn lại những gì chúng ta bỏ tiền ra mua, chúng ta đã tận dụng triệt để hay chưa. Và cái việc mà chúng ta tìm những cái nguồn referral á, nó nhiều khi nó rất đơn giản thôi, mà nó có rất là nhiều cách. Ví dụ như là nói là marketing 10x10 chẳng hạn thế, thì 10% của 10 nó là 100 rồi, thì các anh chị càng trẻ nhỏ ra thì các anh chị càng tìm thấy được những cái phương pháp hay những cái con đường để chúng ta có được những cái hiệu quả tốt hơn. Và hy vọng là lần sau cái business matching này không chỉ một mình Connecting Lady của anh lan tỏa, mà tất cả chúng ta đều là những cái đại sứ của business matching Molly, để làm sao tất cả mọi người đều đến đây đông hơn, đúng không ạ?